Hoa Kỳ sẽ không loại trừ khả năng sản xuất vũ khí chung với Đài Loan, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Đài Bắc tuyên bố mùng 4 tháng 9, đồng thời nói thêm rằng nhu cầu quốc phòng của hòn đảo Đài Loan là ưu tiên hàng đầu đối với các đợt chuyển giao vũ khí của Hoa Kỳ. Những phát biểu này được ông Raymond Greene, giám đốc mới được bổ nhiệm của Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan AIT và là đại sứ Hoa Kỳ trên thực tế, đưa ra trong một cuộc họp báo tại Đài Bắc. Ông Greene nói thêm rằng Đài Loan không phải là mục tiêu duy nhất của Bắc Kinh sử dụng sự đe dọa và cưỡng ép để thay đổi nguyên trạng, và Hoa Kỳ đang xây dựng một mạng lưới liên minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để chống lại các mối đe dọa của Trung Quốc tại đó. Hoa Kỳ là nước ủng hộ và cung cấp vũ khí quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan, mặc dù không có quan hệ chính thức với hòn đảo này. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường gây sức ép quân sự và chính trị để buộc Đài Loan Dân Chủ phải chấp nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Và vào tháng 5, Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận quanh hòn đảo này sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Lại Thành Đức, người mà Bắc Kinh gọi là kẻ ly khai. Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính ngày 4 tháng 9 trấn an Nga về cam kết của Bắc Kinh trong việc phát triển quan hệ Nga-Trung bất chấp những thách thức đang diễn ra. Gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại thành phố Vladivostok, miền đông nước Nga, ông Hàn cho biết thương mại Trung-Nga đã cho thấy động lực mạnh mẽ trong hai năm qua, với khối lượng thương mại vượt 200 tỷ đô la sớm hơn dự kiến. Ông Hàn nói, chúng ta hiện đang phải đối mặt với nhiều môi trường bên ngoài phức tạp và những thách thức nghiêm trọng. Với sự lãnh đạo của hai nguyên thủ quốc gia, hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển. Trong khi các nước phương Tây bao gồm cả Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vì hoạt động quân sự ở Ukraine, Trung Quốc bị tố cáo là đã tạo ra một đường ống kinh tế đến Nga bằng cách tiếp tục hợp tác với Nga trong các lĩnh vực bao gồm năng lượng và thương mại. Ông Hàn nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ luôn hợp tác với Nga để đưa vào thực tiễn sự đồng thuận mà hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được và liên tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch Trung Quốc ngày 4 tháng 9 chào đón các nhà lãnh đạo châu Phi tại Bắc Kinh cho một hội nghị thượng đỉnh nhằm mục đích tăng cường quan hệ trong thời điểm quan hệ căng thẳng với phương Tây. Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đã tổ chức dạ tiệc tối ngày 4 tháng 9 tại Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm Bắc Kinh để chào đón các nhà lãnh đạo đến tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi 2024. Trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày, các nhà lãnh đạo của khoảng 50 quốc gia châu Phi sẽ thảo luận về hợp tác trong vài năm tới về các lĩnh vực bao gồm nông nghiệp, an ninh và công nghiệp hóa. Các cuộc họp song phương đã diễn ra vào ngày 4 tháng 9 giữa Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo từ Nam Phi, Djibouti, Cameroon cùng nhiều nước khác. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có mặt tại hội nghị thượng đỉnh với tư cách là khách mời đặc biệt. Sau nhiều năm là đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn nhất của châu Phi, Trung Quốc đã củng cố mối quan hệ của mình với các quốc gia châu Phi để chống lại ảnh hưởng của Hoa Kỳ và châu Âu tại các khu vực đang phát triển hoặc Nam Bán Cầu. Cảnh quay từ máy bay không người lái của cảnh sát cho thấy hậu quả của cuộc tấn công chết người của Nga nhắm vào Lviv, Ukraine hôm 4 tháng 9. Cuộc tấn công đã giết chết 7 người, bao gồm 3 trẻ em, thị trưởng Andriy Sadovyi cho biết. Người ta nhìn thấy lực lượng tìm kiếm cứu hộ đưa những người bị thương trên cáng ra khỏi một tòa nhà bị hư hại. Cuộc tấn công cũng làm bị thương hơn 30 người và phá hủy các tòa nhà lịch sử ở trung tâm thành phố, không xa biên giới với Ba Lan, vốn là một nước thành viên NATO, các quan chức khu vực cho biết. Trong số những người thiệt mạng ở Lviv do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và phi đạn Nga có một bé gái 14 tuổi, theo thông tin ban đầu, và 5 trẻ em trong số những người bị thương. Thống đốc khu vực Maxim Kozitsky cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Người dân Palestine đang trú ngụ ở khu vực Deir al-Bala trên dải Gaza hôm 4 tháng 9 cho biết họ đang chuẩn bị tinh thần cho ngày cuối cùng của lệnh tạm dừng giao tranh tại miền trung Gaza, tức ngày cuối cùng của giai đoạn 1 trong chiến dịch triển khai vaccine bại liệt nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan trên khắp vùng lãnh thổ đang bị chiến tranh tàn phá này. Các bậc phụ huynh cho biết họ đã nhẹ nhõm khi có một thời gian tạm dừng giao tranh ngắn ngủi, nhưng họ yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn để cứu mạng sống của trẻ em Gaza khỏi các cuộc ném bom chết người. Hadin Daribaye, người vừa đưa con gái mình đi tiêm vaccine, nói: giống như hôm nay, các bạn đã mang vaccine đến cho chúng tôi và tạm dừng chiến tranh. Tại sao các bạn không ngưng chiến, thay vì mang vaccine đến?
cơ quan chính của Liên Hợp Quốc phụ trách về người Palestine UNRWA ngày 4 tháng 9 cho biết đang đạt được tiến triển tốt trong việc triển khai vaccine bại liệt, nhưng kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn trong cuộc chiến kéo dài 11 tháng để giảm bớt đau khổ về mặt nhân đạo. UNRWA cho hay 3 ngày sau chiến dịch tại các khu vực trung tâm Gaza, khoảng 187.000 trẻ em đã được uống vaccine ngừa bại liệt. Chiến dịch sẽ chuyển sang các khu vực khác của vùng đất Gaza trong giai đoạn thứ hai. Chiến dịch được khởi động sau khi phát hiện một trường hợp bại liệt ở một bé trai vào tháng trước, cũng là trường hợp đầu tiên ở Gaza trong 25 năm qua. Israel và các chiến binh Hamas đã đồng ý tạm dừng giao tranh 8 giờ mỗi ngày tại các khu vực được chỉ định trước để cho phép chương trình vaccine diễn ra. Không có vi phạm nào được báo cáo. Người Palestine cho biết lý do chính khiến bệnh bại liệt quay trở lại là sự sụp đổ của hệ thống y tế và sự phá hủy hầu hết các bệnh viện ở Gaza. Israel cáo buộc Hamas sử dụng bệnh viện cho mục đích quân sự, điều mà nhóm Hồi giáo này luôn phủ nhận.